Vậy là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã kết thúc tốt đẹp. Trong chuyến công du này, ông Putin đã hội đàm với 4 nhà lãnh đạo Việt Nam: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Sau đó, hai bên đã ký kết khoảng 15 văn kiện, một con số không phải là quá khủng khiếp, nhưng trong con số này có những văn kiện cực kỳ quan trọng, đã đặt ra các mục tiêu dài hạn và kế hoạch hành động cụ thể nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của quan hệ song phương trong tương lai. Hôm nay mọi người hãy cùng với mình nhìn lại những điểm đáng chú ý nhất trong những văn kiện này nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Thứ nhất, Nga công bố kế hoạch triển khai dự án LNG tại Việt Nam. Tổng thống Putin đã viết trong tài liệu rằng lĩnh vực năng lượng vẫn là lĩnh vực hợp tác song phương có tầm quan trọng chiến lược. Liên doanh Vietsopetro đã phát triển các mỏ trên thềm lục địa Việt Nam trong hơn 4 thập kỷ, cho thấy hiệu quả cao. Khối lượng dầu sản xuất trong suốt những năm qua đã vượt qua 250 triệu tấn. Đổi lại, Gazprom sản xuất khí đốt tại Việt Nam và một công ty lớn khác của Nga là Novatek dự định triển khai các dự án LNG trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là một tin cực kỳ vui đối với Việt Nam, qua đó chúng ta có thể thu được rất nhiều lợi ích từ việc Nga triển khai dự án sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng LNG trên lãnh thổ quốc gia. Để thực hiện được kế hoạch này thì có hai văn kiện liên quan đã được ký kết. Đầu tiên là chúng ta trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lô 11-2 cho tập đoàn Yarubenev. Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của giấy phép đầu tư phát triển lô dầu 11-2 trên thềm lục địa Việt Nam. Vì hiện tại những lô dầu mà công ty liên doanh Vietsopetro đang vận hành trong 4 thập kỷ đã gần cạn kiệt. Nếu trữ lượng lớn không được phát hiện ở các lô mới, liên doanh sẽ chấm dứt. Sau khi đã có dầu thì ta đến với văn kiện thứ hai, đó là bản ghi nhớ về hợp tác tại Việt Nam giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia và công ty cổ phần Novatek. Công ty Nga từ lâu đã ấp ủ kế hoạch cung cấp khí hóa lỏng cho Việt Nam, nhưng dự án này vẫn chưa được triển khai. Tất nhiên, lệnh trừng phạt của phương Tây gần đây đã cản trở dự án. Và xét về trình độ công nghệ, việc cung cấp khí hóa lỏng đòi hỏi phải xây dựng thiết bị đầu cuối, xây dựng dài hạn và đắt tiền để tiếp nhận khí hóa lỏng trên bờ biển Việt Nam. Tuy nhiên, gạt bỏ hết những lo ngại này, thì giờ đây có thể khẳng định chắc chắn rằng trong tương lai gần, Việt Nam có thể sản xuất khí hóa lỏng LNG bằng chính nguồn nguyên liệu khai thác được trên thềm lục địa quốc gia. Công nghệ sẽ do công ty của Nga cung cấp và đầu tư. LNG là nguồn năng lượng ổn định và sạch, sẽ giúp Việt Nam có đủ nguồn điện phục vụ cho những mùa cao điểm. Việc xây dựng và vận hành các cơ sở LNG còn tạo ra cơ hội việc làm và cả trực tiếp trong dự án, gián tiếp thông qua các ngành liên quan. Thêm vào đó là thực hiện thành công một dự án như vậy sẽ giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI vào ngành năng lượng của quốc gia. Việt Nam có thể trở thành một trung tâm năng lượng quan trọng ở Đông Nam Á, nâng cao ảnh hưởng và vai trò lãnh đạo kinh tế trong khu vực. Thứ hai, Nga sẽ xây dựng trung tâm công nghệ hạt nhân tại Việt Nam. Theo đó, kế hoạch của ông Putin đưa ra là xây dựng một trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân của Rosatom tại Việt Nam, cũng như đào tạo các chuyên gia hạt nhân Việt Nam tại các trường đại học chuyên ngành của Nga. Trước đó, người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rosatom Alexei Likachev đã nói với tờ Sputnik rằng hiện nay giới lãnh đạo của Việt Nam đang thể hiện mong muốn quay trở lại chủ đề năng lượng hạt nhân nói chung, và khi quyết định như vậy được đưa ra thì các cuộc đàm phán sẽ tự động tiếp tục. Ông lưu ý rằng vào đầu năm 2016-2018, Việt Nam đã quyết định tuyệt đối không sử dụng năng lượng hạt nhân trong cán cân năng lượng. Mặc dù công nghệ hạt nhân vẫn được bảo toàn và hợp tác với Nga vẫn tiếp tục trong dự án về trung tâm công nghệ hạt nhân, ông Likachev nói rằng chúng tôi sẵn sàng ở mức độ cao đối với dự án Ninh Thuận 1 có cùng thiết kế Bessler mà chúng tôi hiện đang thực hiện ở các nước láng giềng, bao gồm cả Trung Quốc và Bangladesh. Nhưng Việt Nam đã có quyết định không phát triển lĩnh vực này ở cấp cơ quan lãnh đạo nhà nước. Đó là lý do vì sao dự án này không tiến triển, mọi cuộc đàm phán cũng dừng lại. Đối với nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Rosatom từng đề xuất một dự án dựa trên các tổ máy công suất lớn sử dụng lò phản ứng VVER-1200 tiên tiến của Nga. Hiện nay, Rosatom không chỉ cung cấp cho các đối tác nước ngoài các nhà máy điện hạt nhân công suất cao, mà cả các nhà máy điện hạt nhân công suất thấp được xây dựng cả trên đất liền lẫn trên mặt nước. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng phát biểu rằng Việt Nam chưa có chủ trương quay lại phát triển điện hạt nhân, nhưng sẽ tiếp tục nghiên cứu và xem xét năng lượng hạt nhân như một giải pháp quan trọng trong thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ
hạt nhân ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn vì mục đích hòa bình. Giờ đây, theo văn kiện được ký kết, phía Nga và Rosatom sẽ xây dựng trung tâm công nghệ hạt nhân tại Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về đào tạo nhân lực khoa học hạt nhân, vận hành lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt để có thể hoạt động thêm khoảng 8 đến 10 năm. Thứ ba, hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Việt Nam đang ngày càng tương tác nhiều hơn trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm cả việc mở rộng nguồn cung sản phẩm. Chúng ta đang phát triển quan hệ đối tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp. Nguồn cung sản phẩm nông nghiệp và phạm vi cung cấp của chúng ta cũng đang tăng lên và ngày càng mở rộng, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga dẫn chứng bằng việc tập đoàn TH của Việt Nam đang xây dựng các nhà máy chế biến sữa tại một số vùng của Nga, bao gồm vùng Kaluga và lãnh thổ Primorsky. Năm ngoái, họ đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của dự án xây dựng một khu phức hợp chăn nuôi cho 6.000 con bò sữa tại vùng Moscow. Hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Nga đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng, cần có những nỗ lực phối hợp mạnh mẽ hơn, giải quyết các khó khăn hiện tại và đẩy mạnh đầu tư, thương mại song phương. Việc xuất khẩu nông sản sang Nga cũng sẽ giúp Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Để tăng cường trao đổi hàng hóa giữa hai quốc gia, ông Putin cũng đã đưa ra tuyên bố, hai nước sẽ dùng tiền tệ quốc gia trong thanh toán thương mại, tức là thanh toán ngoại thương bằng rúp hoặc Việt Nam đồng. Thứ tư, Nga và Việt Nam nhất trí không liên minh gây tổn hại đến chủ quyền của nhau. Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, cả Moscow và Hà Nội đều nhất trí không gia nhập liên minh hay hiệp ước với bên thứ ba để gây tổn hại cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Hai bên đạt được thỏa thuận này vì hai nguyên nhân. Trước hết là chính sách đối ngoại 4-0 từ phía Việt Nam. Theo đó, Việt Nam tuyên bố không tham gia bất kỳ một liên minh quân sự nào, không liên minh với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để gây phương hại cho nước thứ ba và không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Tiếp theo, Tổng thống Nga Putin đã nhận định rằng Liên bang Nga và Việt Nam có quan điểm tương tự như nhau về tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khu vực này đang là điểm nóng thứ hai trong quan hệ quốc tế sau điểm nóng thứ nhất là châu Âu. Chỉ riêng việc ký kết được thỏa thuận quan trọng này đã thể hiện quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Việt đã được nâng lên một tầm cao mới và sẽ mang tính chiến lược lâu dài. Thỏa thuận sẽ giúp cho hai quốc gia duy trì chính sách đối ngoại cân bằng, tự chủ trong các quyết định của mình mà không phải phụ thuộc vào mục tiêu chiến lược của các cường quốc. Bất kỳ một quốc gia thứ ba nào cũng không thể xen vào mối quan hệ giữa hai quốc gia gây chia rẽ hai dân tộc. Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam luôn coi Nga là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Chúng tôi mong muốn cùng với Nga phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống được lãnh đạo hai nước xây dựng từ nhiều thế hệ. Nhìn chung, các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin sẽ trở thành động lực bổ sung cho sự phát triển hợp tác kinh tế, lĩnh vực hẹp nhất hiện nay trong quan hệ hợp tác Nga-Việt. Không hề có một nắm đấm hay lời đe dọa nào được đưa ra trong tuyên bố chung giữa hai quốc gia. Chúng đơn thuần chỉ là hợp tác kinh tế. Tổng thống Nga trân trọng việc Việt Nam duy trì lập trường trung lập trong những vấn đề nóng hàng đầu. Đó mới là tình cảm thực sự giữa hai quốc gia, hai dân tộc lâu đời. Các bạn thân mến, mới đây thông tin Việt Nam được EU và mấy anh đại gia giàu có châu Âu tặng không 15 tỷ euro được lan truyền rộng rãi trên các trang tin lớn nhỏ. Nó khiến cho người dân hết sức vui mừng vì nước nhà có được cả núi tiền để tùy nghi sử dụng cho riêng mình. Nhưng ngay sau đó, người ta cũng cảm thấy tò mò về việc tại sao EU lại bỗng dưng tốt bụng dâng cho Việt Nam cả đống tiền như thế. Họ bơm tiền cho Việt Nam để làm gì và liệu rằng nó có ẩn giấu mục đích đen tối gì hay không? Không để các bạn phải tò mò thêm nữa, ngay sau đây chúng tôi sẽ giải đáp trong video ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi theo dõi nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ kênh nhé. Để chúng tôi có thể có thêm động lực ra thêm thật nhiều video clip hấp dẫn nữa nhé. Mới đây, trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga đã cho đăng tải một thông tin rất vui dành cho Việt Nam. Là EU và các nước giàu cam kết hỗ trợ Việt Nam 15 tỷ euro chuyển đổi năng lượng. Trang tin Sputnik cho biết. Vào chiều ngày 29 tháng 5, trong chuyến thăm và khảo sát thực tế tại Ninh Thuận, bà Mariam Ferrin, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Đối tác Quốc tế của Ủy ban châu Âu EU đã có buổi trao đổi với báo chí về việc hợp tác giữa EU và Việt Nam trong quá trình triển khai chiến lược cửa ngõ toàn cầu Global Gateway của EU. Trong đó, việc ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi xanh
chiếm một trong số các vị trí trung tâm chính. Vậy nên, EU và các nước G7 đã hỗ trợ lẫn nhau nhằm giúp Việt Nam đảm bảo thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không tới năm 2050 và hướng đến sử dụng năng lượng tái tạo hiệu quả. Trong cơ chế chuyển đổi năng lượng cân bằng nguồn vốn, EU dự kiến hỗ trợ Việt Nam số tiền lên đến 15 tỷ euro. Theo bà Mariam Foren, Thủy điện Tích năng Bắc Ái Ninh Thuận là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, cũng là biểu tượng cho sự hợp tác về chuyển đổi xanh và năng lượng giữa EU với Việt Nam. EU và các nước thành viên cam kết cung cấp các khoản vay ưu đãi và trợ cấp để hỗ trợ kỹ thuật cho dự án này. Bởi dự án có công suất 1,2 GW mang lại tác dụng tích cực về mặt sản xuất điện năng và nhiều phương diện khác. Sau chuyến thăm này, chính sách vẫn được cam kết duy trì một cách lâu dài trong sự hợp tác giữa EU và Việt Nam. Không chỉ những nội dung hiện tại mà còn nhiều nội dung phong phú đa dạng hơn nữa trong tương lai. Được biết, đại diện phái đoàn Liên minh châu Âu tại Hà Nội hiện đang thảo luận với các cơ quan bộ ngành Việt Nam tiến tới ký kết các hiệp định tài chính cho các dự án xác định. Vâng, thông tin trên đã được các nước EU xác nhận châu Âu và các nước G7 sẽ cùng nhau giúp Việt Nam đảm bảo thực hiện được những mục tiêu vừa nêu với gói hỗ trợ tài chính lên đến 15 tỷ euro. Cùng với sự hỗ trợ đó, Việt Nam sẽ có thêm nguồn vốn khủng để mạnh tay phát triển dự án thủy điện tích năng đầu tiên của mình. Từ đây, một dạng năng lượng tái tạo mới sẽ được định hình tại Việt Nam để dần thay thế cho mô hình sản xuất năng lượng phát thải quá nhiều. Bởi vì thủy điện tích năng dựa trên việc sử dụng lưu lượng nước chảy tự nhiên trên các con sông, suối, hồ lớn để tạo ra năng lượng điện. Quá trình hoạt động của nó thường dựa vào việc tạo ra sự chênh lệch độ cao giữa mặt nước trên và dưới bằng việc xây dựng các đập hồ thủy lực hay các công trình kỹ thuật khác. Còn nếu hiểu một cách đơn giản, thì thủy điện tích năng giống như là một chiếc bình ắc quy có chức năng tích trữ điện năng để sử dụng, bổ sung vào hệ thống khi cần thiết. Nó giúp sản xuất điện phục vụ đời sống và tích điện vào thời gian rảnh rỗi để mang ra dùng khi có nhu cầu. Bằng nguyên lý cơ bản nước chảy từ trên cao xuống thấp, thủy điện tích năng sẽ gồm có hai hồ chứa ở hai độ cao khác nhau và một nhà máy thủy điện. Khi mà nước ở mặt nước cao đi qua các cấu trúc chảy xuống mặt nước thấp, năng lượng cơ học của dòng nước sẽ được biến đổi thành năng lượng điện. Vào khung giờ thấp điểm sử dụng điện, nhà máy thủy điện tích năng sẽ đảo ngược tua bin và bơm ngược lại nước từ hồ chứa thấp lên hồ chứa cao. Nhờ sự ra đời của tua bin thuận nghịch, thủy tích điện năng có thể giảm chi phí vận hành so với cách sử dụng tua bin phát điện và máy bơm như lúc trước. Theo đó, thì thủy điện tích năng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn năng lượng sạch cho các hoạt động kinh tế xã hội của Việt Nam, cũng như là đáp ứng được nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao trong nước và giúp Việt Nam giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường bằng việc tận dụng tài nguyên thiên nhiên của mình. Hơn thế nữa, thủy điện tích năng còn có đóng góp mạnh mẽ vào việc duy trì ổn định nguồn cung cấp năng lượng quốc gia. Phát triển thủy điện tích năng chính là cách để Việt Nam giảm thiểu sự phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động trong dài hạn. Vậy nên mới nói là thủy điện tích năng mở ra tương lai mới cho ngành thủy điện tại Việt Nam. Việc triển khai dự án thủy điện tích năng Bắc Ái nói riêng và các dự án loại này nói chung là điều cực kỳ cần thiết. Mà muốn đẩy mạnh mô hình sản xuất điện năng mới thì Việt Nam bắt buộc phải có nguồn vốn lớn. Rất may là vấn đề này đã được EU giải quyết giúp Việt Nam cùng với số tiền 15 tỷ euro và các khoản vay ưu đãi khác, làm ai nấy cũng đều phát thèm. Do đó, Việt Nam rất phải cảm ơn EU vì sự tốt bụng của mình. Nhưng chúng ta cũng nên lưu ý rằng châu Âu và G7 chẳng làm việc công không chút nào. Chẳng phải tự dưng mà khối này lại nhiệt tình giúp đỡ Việt Nam như thế đâu. Thật ra nó đúng như những gì mà trang tin Sputnik đưa tin. Sự hỗ trợ đó được thực hiện nhằm mục đích hiện thực hóa chiến lược cửa ngõ toàn cầu của EU. Đây là một chiến lược thúc đẩy các khoản đầu tư nhằm xử lý các thách thức toàn cầu như ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giao thông bền vững, thúc đẩy nguồn nhân lực trong các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, y tế. Qua đó, nó đảm bảo tính công bằng và mang lại lợi ích cho người dân các nước. Trong chiến dịch này, EU luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Vậy bạn có thắc mắc lý do gì mà EU lại xem trọng Việt Nam đến thế không? Rất đơn giản, đó là vì Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh hàng đầu thế giới. Cùng với đó là nhu cầu sử dụng năng lượng gia tăng dẫn đến tình trạng phát thải trên đầu người tăng mạnh. Nó khiến cho Việt Nam trở thành một trong những đối tượng hỗ trợ chính và cũng là đối tượng hợp tác tiềm năng giúp cho chiến lược của EU thành công rực rỡ trong tương lai. Một khi EU giúp Việt Nam giảm phát thải thành công như cam kết, các nước khác sẽ nhận thấy được tính hiệu quả, khả thi của chiến lược cửa ngõ toàn cầu mà EU đề xuất. Từ đây, uy tín và vị thế của EU tiếp tục được củng cố trong lĩnh vực quan trọng.
khối này sẽ tiếp tục gia tăng ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới, cùng với chiến lược mang tính kết nối toàn cầu được mình bỏ công xây dựng. Ngoài ra, còn có một điều đáng chú ý nữa là các khoản đầu tư, chiến lược, cửa ngõ toàn cầu chủ yếu được rót vào các nước đang phát triển. Đó là những nước đã tiếp nhận các khoản đầu tư kết cấu hạ tầng từ sáng kiến vành đai con đường BRI của Trung Quốc. Điều đó cho thấy một trong những mục tiêu quan trọng của cửa ngõ toàn cầu là cạnh tranh với BRI của Trung Quốc hiện giờ. Theo đó, chiến lược cửa ngõ toàn cầu của EU được kỳ vọng có thể đạt được hiệu quả cao khi kết hợp với các chiến lược đầu tư và kết nối khác, chẳng hạn như quan hệ đối tác mở rộng với kết cấu hạ tầng chất lượng EPQI của Nhật Bản, kế hoạch tổng thể và kết nối ASEAN MPAC 2025, chính sách hành động hướng Đông AEP của Ấn Độ và kế hoạch xây dựng thế giới tốt đẹp hơn B3W của G7. Nhìn chung, đây đều là những sáng kiến có cùng mục tiêu tương tự nhau, mang tính chất hỗ trợ lẫn nhau để tăng cường kết nối giữa các bên có liên quan thông qua việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật số. Nó sẽ giúp các nước chung chí hướng cạnh tranh hiệu quả với BRI của Trung Quốc và làm giảm thiểu ảnh hưởng của Hoa Lục trên toàn cầu. Không khó để nhận thấy trong hầu hết các chiến lược nêu trên, Việt Nam đều góp mặt với tư cách là đối tượng cần hỗ trợ hàng đầu, bởi vì Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trên trường quốc tế và có tiếng nói nhất định trong các vấn đề mang tính vĩ mô. Vậy nên, việc EU cũng như các nước triển khai chiến lược khác muốn dựa vào Việt Nam để kết nối với các quốc gia trong ngoài khu vực cũng là điều dễ hiểu vô cùng. Nói tóm lại, khoản viện trợ 15 tỷ euro và các khoản vay ưu đãi mà EU dành cho Việt Nam là sự hỗ trợ có qua có lại. Không chỉ Việt Nam mà cả khối liên minh này cũng đã có được những lợi ích rất lớn khi mạnh tay bơm tiền hỗ trợ bạn bè của mình.